Thực hiện chủ trương xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, thời gian vừa qua, quân khu 7 đã phối hợp hiệu quả với chính quyền các địa phương, vừa nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, vừa bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các địa bàn đứng chân. Một trong những thành công nổi bật của quân khu 7 trong xây dựng khu vực phòng thủ thời gian qua, đó là thực hiện thành công đề án xây dựng điểm dân cư liền kề, chốt dân quân biên giới. Sau hơn 4 năm thực hiện, hàng trăm ngôi nhà được hình thành dọc các tuyến biên giới Tây Ninh, Bình Phước, Long An. Sau khi tạo điều kiện cho vợ chồng thì có cấp cho mình đất này, thì suốt nguyện là cuộc đời mình sẽ gắn bó với chữ này và cố gắng hết mình cùng toàn thế đùm bọc nhau gắn bó cùng bảo vệ biên giới. Thời gian qua, quân khu 7 đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị các địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ. Ngoài ngân sách của Bộ Quốc phòng, các địa phương đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để xây dựng các khu căn cứ hậu cần kỹ thuật, công trình quân sự, hệ thống trường bắn, thao trường huấn luyện, công trình chiến đấu, vừa phục vụ nhiệm vụ quân sự quốc phòng, vừa bảo đảm an ninh trật tự, phát triển kinh tế. Chúng tôi thường xuyên là quan tâm là đầu tư cho các cái chương trình nằm trong cái đề án khu vực phòng thủ của tỉnh để nâng cao cái hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng an ninh. Đặc biệt là chú trọng trong việc là quan tâm hỗ trợ là về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho lực lượng vũ trang để lực lượng vũ trang đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, sẵn sàng khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Cùng với nhiều đề án mô hình mới như địa phương đơn vị phía sau hỗ trợ địa phương đơn vị phía trước, đại đội dân quân thường trực luân phiên tập trung huấn luyện tại các tỉnh thành phố, quân khu 7 cũng thường xuyên đổi mới công tác huấn luyện, nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đặc biệt là trong diễn tập khu vực phòng thủ nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cho các lực lượng vũ trang địa phương. Qua các cuộc diễn tập đã nâng cao các sức chiến đấu và các cái sử dụng vũ khí hiện đại, trang thiết bị của chúng ta. Qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng cái thế trận phòng thủ và cái thế trận quốc phòng toàn dân. Không ngừng nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng địa phương vững về tiềm lực chính trị, mạnh về tiềm lực kinh tế quân sự chính là cơ sở để lực lượng vũ trang quân khu 7 nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu trong khu vực phòng thủ.